chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay anh Đức ở Nghệ An có mang nguyên liệu tới công ty để thử với máy nghiền bột siêu mịn inox 300. Và thành quả ra như thế nào thì xin mời bà con hãy đi theo bước chân của Thu Hoa. Và đây là máy nghiền bột siêu mịn inox 300. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử với những nguyên liệu như này để làm ngũ cốc. Đầu tiên, ta đưa từ từ nguyên liệu vào bùng làm việc. Máy có thể nghiền được những loại nguyên liệu như là gạo, các loại đỗ, mầm đậu nành, lá chè xanh, cỡng chè, các loại hạt có dầu như mắc ca, óc chó, hạnh nhân. Tỷ lệ dầu trong các hạt chiếm từ 5-10%. Máy được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu inox, siêu bền, chống rỉ, không bị oxy hóa nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy được thiết kế gọn nhẹ, có gắn bánh xe giúp thuận tiện cho việc di chuyển, lắp đặt đơn giản và an toàn khi vận hành máy. Máy có toan làm nguyên liệu to, rộng, giúp đưa nguyên liệu vào bùng làm việc một cách dễ dàng. Máy hoạt động bằng động cơ có công suất 5.5-7.5 kW, nguồn điện 380V, cho hiệu quả năng suất cao khoảng từ 40-60 kg/h, thích hợp sử dụng trong các xưởng sản xuất, cơ sở chế biến thực phẩm hay các cơ sở làm bánh. Tại đây, các búa đập cánh quạt quay tròn có nhiệm vụ nghiền nhỏ nguyên liệu chỉ trong một thời gian ngắn và nguyên liệu được đẩy qua mặt sàng cho ra các hạt bột siêu nhỏ và mịn. Lúc này, bầu gió có nhiệm vụ hút các hạt bột siêu mịn đó xuống túi vải cho ra thành phẩm. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Toàn bộ nguyên liệu đã được nghiền một cách nhanh chóng với sàng 0,4 ly, rất là mịn và không còn gợn. Như bà con đang thấy, chỉ với một vài thao tác đơn giản, toàn bộ bột ngũ cốc đã được hòa tan và sánh mịn. Khi mua máy thì bà con sẽ được tặng một bộ túi vải kèm theo hai mặt sàng và kích cỡ thì tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Vâng, với hệ thống buồng làm việc siêu khỏe cùng với thiết kế hoàn toàn bằng inox đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay một dòng máy nghiền bột siêu mịn inox 300. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty để được tư vấn miễn phí. 0943479955 hoặc 0941724466. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.